sang hai á, con kính lãnh lễ sư. Và xin kính chào cô chú học viên trong rung mà con xin trụ tâm anh bảo. Sage kame cha ro be giri si karata te chan ta li khe vi ma ne ni pe ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thom hi khe te pom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha ngan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha na sa tha wo me so nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha nan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha nan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha nan ta nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa Sa
aneka antaraya vivina santa se sato sambuddhi pancha panya sancha jato ve sati saha sake dasa sata saha sani nama visira saham se samtham manja sankhan chadare nanama miham namakkara nufa ve nahan toa sa pe upabda ve aneka antaraya vivina santa se sato sambuddhi navottara sate Atha jata lisa saha sake visati sata saha sani nama misira saham te samtham manja samtham chadare nanama miham namakkara nufa ve nahan toa sa pe ubabra ve aneka antaraya vivina santa se sato sa pe burati ma yadi sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe burati ma ya anuni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe dakina yadi sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe dakina ya anuni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe pachi ma yadi sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe pachi ma ya anuni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe otara yadi sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe otara ya anuni sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe uvari ma yadi sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe heti ma yadi sa ya sa ta avera sukhi hantu sa pe sa ta avera hantu sukhi ta hantu nitto kha hantu apya pa cha hantu anikha hantu nikha yuka hantu aroga hantu samba te hi same chandu sukhi aptana Mariharanto dokha pata jane dokha paya pata jane paya soka pata jane soka hantu sabe bimani no akasatha javom matha dewa naga mahidhika bunyang no anumodam tujiram rakhantu sasana akasatha javom matha Dewa naga mahidhika bunyang no anumodam tujiram rakhantu no garo akasatha javam matha Dewa naga mahidhika bunyang no anumodam tujiram rakhantu nyatayo akasatha javam matha Dewa naga mahidhika bunyang no anumodam tujiram rakhantu nyatayo akasatha javam matha Dewa naga mahidhika bunyang no anumodam tujiram rakhantu palino akasatha javam matha Dewa naga mahidhika bunyang no anumodam tujiram rakhantu no sadan idam vatano punyang asawa kaya waham hotu anagate kane sadhu Giờ thầy Kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Phương Tuệ Thầm Đích để nhận tiếp bài học cho chúng con ạ. Và xin kính mời sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Xin chào các tử học viên. Con kính chào sư ạ. Dạ, hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 1. Con kính chào sư ạ. Dạ, xin chào.
chúng ta sao tiếp bài số 1 phần các mẫu tự ha. Giờ hôm trước mình đã được giới thiệu đó là mình có 41 mẫu từ, trong đó mình có 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 8 nguyên âm ở đây đó là a i i u u e o. Rồi mình có trong 8 nguyên âm này thì mình có 3 nguyên âm thuộc về đoạn âm, tức là âm ngắn là a i u. Có 5 nguyên âm thuộc về trường âm, là âm dài, đó là a i u e o. Riêng 33 phụ âm á, thì mình chia ra nó thành hai, trong đó mình có 25 phụ âm nhóm và 8 phụ âm nhóm ngoại biệt. Thì hôm trước mình đã học 8 phụ âm nhóm ngoại biệt rồi, đó là giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, an. 8 phụ âm nhóm ngoại biệt. Rồi mình trong 25 phụ âm nhóm thì mình chia ra thành 5 nhóm, mỗi một nhóm có 5 chữ. Trong đó mình có 5 phụ âm trưởng nhóm, đó là cá, chá, bá, tá, bá. Rồi mình có 5 phụ âm cuối nhóm, đó là ngá, nhá, nó, ná, má. Đó là phần. Rồi mình cũng đã học xong phần số đếm, là ê cá, quý, tí, chá tú, bành chá, chá, sát tá, át thá, ná quá, ta xá. Đó là phần mình đã học hôm trước. Giờ hôm nay mình sẽ tiếp tục học các phụ âm còn lại, tức là học 25 phụ âm nhóm cho kết thúc ha. Học cho xong 25 phụ âm nhóm. Bây giờ chúng ta nghe đọc rồi sau đó mình tập đọc theo. Giờ thứ nhất là nhóm cá. Nhóm cá mình có 5 chữ, đó là cá, khá, gá, ha há, ngá. Thì hôm trước mình đã học 2 chữ rồi, hôm trước mình đã học chữ cá và chữ ngá, nay mình học thêm 3 chữ nữa thì đã thành được một nhóm, đó là nhóm 1, nhóm cá. Đó là cá, khá, gá, há, ngá. Thứ hai là nhóm chá. Nhóm chá thì hôm trước mình cũng đã học được 2 chữ, đó là chá và nhá. Thì hôm nay mình học thêm 3 chữ nữa. Nhóm chá mình gồm có chá, 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 nhá. Chá, 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 nhá. Rồi nhóm tá. Nhóm tá thì hôm trước mình cũng đã học được 2 chữ, đó là chữ tá và chữ ná. Hôm nay học thêm 3 chữ nữa là tá, thá, đá, thá, ná. Tá, thá, đá, thá, ná. Tá, thá, á, thá, ná. Mình sẽ tập đọc 3 nhóm trước, rồi tí nữa chúng ta sẽ học thêm 2 nhóm nữa. Giờ nghe đọc lại ha. Cá, há, gá, gá, há, ngá. Chá, há, chá, há, nhá. Tá, thá, đá, thá, má. Rồi nghe lại lần nữa. Cá, há, gá, gá, há, ngá. Chá, 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 nhá. Tá, thá, đá, thá, má. Lần nữa ha. Cá, khá, gá, há, ngá. Chá, 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 nhá. Tá, thá, đá, thá, má. Rồi giờ ai đọc được giơ tay lên. Ai đọc được giơ tay lên để mình tập đọc ha. Bước lên Khánh có trong lớp học không? Dạ, dạ có sư.
Khánh mời các Phật tử đọc bài yếu sinh. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư và sư, con xin đọc. Cá, khá, gá, gá, ngá. Chá, chá, chà, chá, nhá. Tó, thó, đó, thó, nó. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Cá, khá, gá, gá há, ngá. Chá, chá, chà, chá, nhá. Tó, thó, đó, thó, nó. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Cá, khá, cá, gá, ngá, chá, chá, già, chá, nhá, tó, 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 đó, ngá. Dạ con xin hết ạ. Cái gì rồi con? Dạ, xin mời con. Cô Tiêu Mã. Khánh ơi. Dạ, dạ, dạ xin mời cô Tiên Mã đọc trước ạ. Dạ, A Di Đà Phật, từ xưa cô xin đọc. Chúng cá, cá, khá, gá, 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 chúng chá, 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 nhá, chúng tá, tó, thóa, đó, thóa, nó. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Cá, khá, gá, cá há, nó, ngá, nhóm chá, 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 chà, chá, nhá, nhóm tá, tó, thó, đó, đó, nó. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Nhóm, con đọc là nhóm cá, 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 khá, gá, há, ngá. Nhóm chá gì có chó, chá, chá, chà, chá, nhá. Nhóm tá thì tá, thá, đá, đá thá, ná. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Quyên Nguyễn ạ. Thưa sư con xin đọc. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá há, ngá, ngá. Nhóm cá, nhóm chá, 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 chờ, chá, nhá. Nhóm thá, 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 đá, thá, ná. Thưa sư cho con hỏi là há với th với lại giờ h thì đọc có giống nhau không sư? Cái chữ số 1, số 2 đó là nó thuộc về âm khô sát, nó là âm nhẹ. Cái số 3, số 4 thì là nó là âm nặng, cái giọng nó nặng hơn. Nó tương tự nhưng mà nó phát âm nặng nhẹ hơn thôi. Dạ. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gừa há, ngá. Nhóm chá, 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 chả, chá, nhá. Nhóm tá, tró, thó, đó, đồ há, nó. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ,
Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Cá, khá, gá, gá, ngá, chá, chá, chà, chá, nhá, tá, thá, đó, thá, nọ, nó, con. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, ngá. Nhóm chá, 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 chờ, chá, nhá. Nhóm tá, 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 há, đó, đó, hó, nó. Dạ, thưa sư, con hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, ngá, nhóm chá, nhóm cá, chá, chà, chá, nhá, nhóm tá, tá, thá, đá, đá, ná. Dạ con xin thấy nha. Xin mời Phật tử Phó Thí Phạm ạ. Dạ con xin đọc ạ. Cá, gá, 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 ngá, chá, chá, chà, chá, nhá, tá, đá, 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 ná, xiên. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ, thưa con xin đọc và nhóm cá, cá, khá, gá, cá, nhá, nhóm chá, 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 chà, giá, nhá, nhóm tá, tá, thoá, đá, đá, ná. Dạ, sư xin hãy ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi. Sư. À, còn số mình đọc chưa có tốt lắm. À, nghe đọc cho nó tốt, tại mấy bộ âm này khi mình đọc được tốt thì đến khi mình vào ở trong các bài sau thì mới đọc tốt được. Nếu mình đọc đúng ở các của âm này thì đến khi trong các bài sau mình học thì nó sẽ gặp trở ngại rất là nhiều và đọc không được. Cho nên nghe đọc cho nó rõ. Cá, khá, gá, gá, ngá, chá, 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 nhá, tó, thó, đó, thó, đó. Rồi lần nữa ha. Cá, khá, gá, gá, ngá, chá, chá, chà, chá, nhớ, đó, thớ, đó, thớ, đó. Rồi bây giờ tới nhóm tá. Nhóm tá có 5 chữ là tá, thá, đá, thá, má. Tá, thá, đá, thá, má. Tá, thá, đá, thá, má. Rồi nhóm bá mình cũng có 5 chữ. Bá, thá, lại hai nhóm cuối ha. Tá, thá, đá, thá, má. Bá, thá, phạ, thá, má. Tá, thá, đá, thá, má. Bán, tháng, phạ, tháng, má. Rồi mình có thể đọc là cả 5 nhóm hoặc là đọc 2 nhóm cũng được. Ai thích đọc cả 5 nhóm thì cứ đọc 5 nhóm, còn không thì đọc 2 nhóm cuối cũng được. Giờ ai đọc được giơ tay lên. Ra xin mời. Ra Khánh mời lắm đọc lên. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn.
nãy. Dạ, thưa con đọc. Tá, thá, tá, thó, ná, phá, phà, phà, phá, má. Dạ, thưa con cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Nhóm tá, 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 há, đá, đá, há, ná. Nhóm tá, tá, há, tá, tá, há, má. Dạ, thưa sư con hết ạ. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Nhóm tá, tá, há, đờ, đờ, há, ná, phá, phá, phà, phà, há, má. Dạ, thưa sư xin thấy ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin đọc nguyên năm nhóm ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, há, ngá. Nhóm chá, 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 nhá. Nhóm tá, 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 thá, đá, thá, nó. Nhóm tá, tá, thá, đá, đá, thá. Con đọc lại, thá, ná. Nhóm ba, ba, phá, bà, phá, má. Thưa sư xin hết. Cho Tiên Mã đọc đi. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, 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 dạ. Dạ, thưa sư xin đọc năm nhóm luôn. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, há, ngá. Nhóm chá, 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 nhá. Nhóm tá, tóa, thóa, đóa, đờ, hó, nó. Nhóm tá, tá, thá, đá, đờ, há, ná. Nhóm bá, bá, phá, bạc, bà hát, bà hát, má. Dạ, thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Quỳnh. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Quỳnh. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư, con xin đọc cả năm nhóm ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, ngã. Dạ, nhóm chá, 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 chà, chá, nhá. Dạ, nhóm tó, tó, thó, đó, đó, hó, nó. Nhóm tá, tá, thá, đá, đá, thá, hạ, ná. Nhóm pá, pá, phá, phà, phà, má. Dạ, bà sư con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc năm nhóm ạ. Nhóm cá, cá, khó, gó, gó, há, ngá. Nhóm chá, 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 chà, chá, nhá. Nhóm tó, tó, thó, đó, đó, há, nó. Nhóm tá, tá, há, đá, đá, há, ná. Nhóm bá, bá, phà, phà, phá, má. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc năm nhóm ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, ngá. Nhóm chá, 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 già, giá, nhá. Nhóm tá,
ta, tha, đá, đá, nó. Nhóm tá, tá, thá, đá, đá, ná. Nhóm bá, 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 bờ, bá, bá, má. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc năm nhóm ạ. Nhóm cá, có, khó, có, cửa hở, ngã. Nhóm trá, 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 trà, trá, nhá. Nhóm tá, có, thá, đá, thá, ngã. Nhóm tá, tá, thá, đá, thá, ngã. Nhóm tá, tá, thá, tà, thá, má. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Nhóm cá thì có cá, khá, gá, gá há, ngá. Nhóm chá, 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 chà, chá, nhá. Nhóm tá, tó, há, đá, đá há, nó. Nhóm tá thì có là tá, thá, đá, thá, ná. Nhóm bá, bá, phá, phà, phá, má. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ thưa sư con xin đọc năm nhóm ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, ngá. Nhóm chá, 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 chà, chá, nhá. Nhóm tá, tró, thó, đó, đó, hó, nó. Nhóm tá, tá, thá, đá, đứa há, ná. Nhóm bá, bá, phá, bà, bá, má. Thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thánh Liên ạ. Cảm ơn Phật sư con xin đọc năm nhóm cá, cá, khá, gá, gá, ngá. Nhóm chá, 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 già, già, nhá. Nhóm tó, tó, thó, đó, hó, ngó. Nhóm tá, tá, thá, đá, thá, ngá. Nhóm phá, 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 mà há, má. Dạ Phật con xin hết. Xin mời Phật tử Quan Anh NK. Dạ con sư sư con xin đọc ạ. Nhóm cá, cá, khá, gá, gá, ná. Nhóm chá, chá, chà, chà, chá, ná. Nhóm tá, tá, thá, đá, đưa há, ná. Nhóm tá, tá, thá, đá, đưa há, ná. Nhóm bá, bá, phá, bà, bá, má. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Quỳnh. Dạ, bà sư con đọc. Nhóm cá, cá, khá, giá, giá, giá. Nhóm chá, 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 nhá. Nhóm tá, 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 đá, đá, ná. Nhóm tá, 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 đá, đá, ná. Nhóm tá, 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 bá, tá, má. Và tình hết. Dạ, có câu tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thư sư đã hết rồi sư. À, về nghe đọc lại ha. Còn một số đọc chưa tốt mà. Nghe đọc lại để mình đọc cho tốt luôn. Cá. Nhóm cá mình có cá, thá, gá, gá há, ngá. Nhóm chá mình có chá, 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 nhá.
nhóm tá 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 đá tá má nhóm tá mình có tá tá đá tá má nhóm tá mình có tá 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 má ta lần nữa ha nhóm cá mình có cá há gá gá há ngá nhóm chá mình có chá chá chà chá nhá nhóm tá mình có tá tá đá tá nó nhóm tá mình có tá há bá há má nhóm bá mình có bá há bà há má à, lần nữa ha cá há gá cá há ngá chá chá chà chá nhá tá thá đá thá má tá thá má thá má bá thá bà thá má. Là bây giờ mình tạm kết thúc 25 bộ âm nhóm. Giờ mình đọc thử tập đầu thử một vài câu chào hỏi ha. Đây một xin có một số câu chào hỏi mình tập đọc ha. Để mình tập đọc thêm. Ở đây mình có chữ xúc phăng. Xúc phăng. Supapato Supapopanaho Supasayang Suparati Sothi Supang Supapato Supapopanaho Supasayang Suparati Sothi à, là nữa ha. Supang Supapato Supapopanaho Supasayang Suparati Sothi à, là ngữ Supang Supapato Supapopanaho Supasayang Suparati Sothi. Đến khi mình đọc luôn phần tiếng Việt để cho nhớ nghĩa ha. Rồi xin mời ai đọc được như tài năng. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ, thưa sư con đọc. Xuất ham, xuất ham ba tô, xuất ham bút ham hô, xuất ham xá giam, xuất ham, xuất ha rắc tì, xuất thì. Xuất phát ha. Xuất phát, nếu mà nó có âm mà trong dưới thì là xuất ham. Còn không như là xuất phát, không phải xuất phan, xuất phát, xuất phan. Rồi mời người tiếp theo. Xin mời Phật tử Oanh NK. Con xin đọc ạ. Xuất phan, xuất ba pa to, xuất ba búc ban to, xuất ba sa jam, xuất ba ra ti, so thi. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Quỳnh. Dạ bà sư con đọc. Chú Phan xin chào. Chú Pháp Ba Tô chào buổi sáng. Chú Pháp Úc Anh Hô chào buổi trưa. Chú Pháp Sai Văn chào buổi chiều. Chú Pháp Rá Tý chào buổi tối. Chú Pháp chào tạm biệt. Con xin hết. Thế gì là con? Cái khánh này cho tiền mẹ đọc đi. Dạ, ai gì đọc Phật, đọc sư con xin đọc. Chúc Phân, xin chào. Chúc Pháp Ba Tô, chào buổi sáng. Chúc Pháp Bút Văn Hồ, chào buổi trưa. Chúc Pháp Xây Văn, chào buổi chiều. Chúc Pháp Rắc Tí, chào buổi tối. Chúc Thí, chào tạm biệt. Ai gì đọc Phật, dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Trung Phúc. Thưa sư, tôi xin đọc ạ. Xu Phan xin chào. Xu Pháp Ba Tô chào buổi sáng. Xu Pháp Búp Banh Hô chào buổi trưa. Xu Pháp Sa Văn chào buổi chiều. Xu Pháp Rắc Thí, Xu Pháp Rắc Tí chào buổi tối. Xu Thí chào tạm biệt. Thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư con xin đọc ạ.
Xuất phân xin chào. Xuất phát bà tô chào buổi sáng. Xuất phát búc ban nhô ban hô chào buổi trưa. Xuất phát xa dân chào buổi chiều. Xuất phát rách tí chào buổi tối. Xuất thí chào tạm biệt. Dạ bà sư con xin hết ạ. Xuất phân xin chào. Xuất phát ban tô chào buổi sáng. Xuất phát búc ban hô chào buổi trưa. Súp sa răng. Dạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Súp phân, xin chào. Súp phá ba tô, chào buổi sáng. Súp phá búp băng hô, chào buổi trưa. Súp phá sa răng, chào buổi chiều. Xuất phá rách tí, chào buổi tối. Xuất thí, chào tạm biệt. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hạo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Xuất phân, xin chào. Xuất phá ba tô, chào buổi sáng. Xuất phá búp banh hồ, chào buổi trưa. Xuất phá xa dân, chào buổi chiều. Xuất phá rắc tí, chào buổi tối. Xuất thí, chào tạm biệt. Và bà sư cũng xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thánh Liên. Nhà mô Phật, bà sư con xin đọc. Xuất hăng, xin chào. Xuất hát ra, xuất hát bát tu, chào buổi sáng. Xuất hát phú bát thu, chào buổi trưa. Xuất hát sát dân, xuất hát xa dân, chào buổi chiều. Xuất ha rác ti, chào buổi tối, số thi, chào tạm biệt. Chào mô Phật, bạch sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Xuất phân là xin chào. Xuất phân ba, xuất phá ba tô là chào buổi sáng. Xuất phá bút băng hô là chào buổi trưa. Xuất phá say dân là chào buổi chiều. Xuất phá rác tí là chào buổi tối. Sốt thí xuất phá rác tí là chào buổi tối. Sốt thí là chào tạm biệt. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Xuất băng xin chào. Xuất bát ban tô chào buổi sáng. Xuất bát búp ban hô chào buổi trưa. Xuất bát xa răng chào buổi chiều. Xuất bát haran tí chào buổi tối. Xót thí xuất bát rát tí chào buổi tối. Xót thí chào tạm biệt. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Xuất phân xin chào. Xuất phá ba tô chào buổi sáng. Xuất phá búp ban hô chào buổi trưa. Xuất phá xa răng chào. Xuất phá xa răng chào buổi chiều. Xuất phá rát tí chào buổi tối. Xuất thí chào tạm biệt. Dạ thưa sư con hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Xuất phân xin chào. Xuất phát ba tô chào buổi sáng. Xuất phát ban hô chào buổi trưa. Xin lỗi con đọc lại. Xuất phân xin chào. Xuất phát ba tô chào buổi sáng. Xuất phát ban hô chào buổi trưa. Xuất phát sa dân chào buổi chiều. Xuất phát ra tí chào buổi tối. Số thí chào tạm biệt. Dạ thưa con cảm ơn sư. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Xuất phân xin chào. Xuất phát ba tô chào buổi sáng. Xuất phát búc ban hô chào buổi trưa. Xuất phát xa răng chào buổi chiều. Xuất phát đắc tí chào buổi tối. Xuất thí chào tạm biệt. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Nguyên Nguyễn. Thưa sư con xin đọc.
Supam, xin chào. Supa ba to, chào buổi sáng. Supa pop ban ho, chào buổi trưa. Supa sa yang, chào buổi chiều. Supa rat tí, chào buổi tối. Sot tí, chào tạm biệt. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Có còn ai nữa không? Dạ, dạ, thân, dạ không biết Phật tử Thánh Nữ Thánh Ngọc đã đọc chưa? Dạ, sư. Xin đời, dạ, con xin đọc lại, sư. Xuất ham xin chào, xuất ha ba tô chào buổi sáng, xuất ha búp ban hô chào buổi trưa, xuất ha sa giam chào buổi chiều, xuất ha rát thí chào buổi tối, xuất thí chào tạm biệt. Dạ, xin hết. Còn là số phật tử mình chưa biết sau khi đọc xong bỏ tay xuống nè, tập bỏ tay xuống và giơ tay lên được quen ha. Tập bỏ tay xuống, giơ tay lên, tập tắt mic khi đọc xong để ta làm quen ha. Bây giờ mình, phần bài học tình cảm kết thúc ở đây, bài số 1. Bây giờ chúng ta sang phần bài tập của bài số 1 ha. Rồi tí nữa chúng ta sẽ trở lại ôn đọc ôn phần này. Đây là bài tập số 1, mẫu tự Pali. Phần trọng tâm tìm hiểu về mẫu tự Pali, tập phát âm 41 ngũ từ là chào hỏi. Ôn tập các số điểm từ 1 đến 10. Rồi bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi. Ai trả lời được có thể lên tiếng cũng được ha. Lên tiếng này tự trả lời. Câu số 1, viết 8 nguyên âm theo thứ tự đã học. Rồi ai trả lời được câu này? Dạ bạch sư, đó là á, a, ý, y, ú, u, ê, ô. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, bây giờ câu số 2. Phân loại tám nguyên âm theo trường âm, đoạn âm. Đây đó là câu 2 được. Dạ, xin mô Phật tử Thánh Liên à. Dạ, mô Phật cùng tám nguyên âm theo trường âm và đoạn âm là còn có 5 trường âm là A, I, U, E, O và 3 đoạn âm là Á, Ý, U. Dạ, mô Phật con xin hết. Rồi, tốt. Rồi, câu số 3. Trong tiếng Mali có bao nhiêu phụ âm và được phân ra như thế nào? Hãy trả lời được câu 3. Hãy trả lời câu 3 này. Dạ, sư con. Rồi. Trong tiếng Mali có 33 phụ âm, trong đó có 25 phụ âm trong 5 nhóm và 8 phụ âm ngoại biệt. 5 phụ âm nhóm và 8 phụ âm nhóm ngoài biệt. Rồi. Câu số 4. Có bao nhiêu phụ âm nhóm? Hãy cho biết các phụ âm đầu của mỗi nhóm. Ai đã lại được câu 4? Dạ, xin mời Phật tử Thánh Liên à. Dạ, mô Phật con thưa sư là gồm có 25 phụ âm nhóm, là 5 phụ âm trưởng nhóm và 5 phụ âm cuối nhóm. Em chưa biết các phụ âm đâu. 5 phụ âm trưởng nhóm rồi. Dạ, 5 phụ âm trưởng nhóm là cá, chá, tó, thá và bá. Đọc chưa đúng nè. Chưa bá.
Đá, chá, có, tá, phá. À. Chá, có, phá. Nhớ tắt mic ha, tắt thế nào mọi người không có trả lời câu hỏi nhớ tắt mic. Cô tiên mã là tắt mic, đừng có để mic. Để mic thì người ta trả lời không nghe không có rõ. Khi mình không trả lời tắt mic. Đến khi mình trả lời mở mic lên ha. Như vậy thì mới được. Rồi bây giờ câu số 5. Hãy viết lại các phụ âm cuối của mỗi nhóm. Ai trả lời được câu số 5? Thưa sư trả lời ạ. À, có 5 phụ âm cuối của mỗi nhóm là ngá, nhá, nó, má. Câu xin rồi, tốt. Đọc rất rõ ha. À, câu số 6. Những phụ âm nhóm gồm có các vị trí phát âm nào? Hãy trả lời được câu này. Dạ con trả lời nha sư. Rồi. Dạ. Nhóm khá là âm cổ họng. Nhóm chá là âm nắp họng. Nhóm tá là âm đầu lưỡi. Nhóm tá là âm răng. Nhóm phá là âm môi. Dạ sư xin hết. Rồi, cảm ơn nhiều. Giờ câu số 7. Viết lại 5 câu chào hỏi. Xin chào, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi chiều, chào buổi tối. Ai viết được, ai đọc được 5 câu này? Câu số 7. Xin mẹ đi. Dạ, xin mời Phật tử. Dạ, gì được không? Cho tiên mẹ. Dạ, xin mời Phật tử tiên mẹ. Dạ được chưa? Dạ A Di Đà Phật. Thầy sư viên đọc biết đọc lại 5 câu hỏi của chú. Chúc Phân xin chào. Chúc bác Chúc Phân Ba Hô xin chào. Buổi sáng. Chúc Phá Ba Tô chào buổi sáng. Chúc Phá Phúc Băng Hô chào buổi trưa. Chúc Phá Xe Chân Hô chào buổi chiều. Chúc Phá Rất Tí chào buổi tối. Chúc Tí chào tạm biệt. Dạ thưa sư xin hết. Rồi. Câu số 8. Hãy viết một câu chào hỏi với một vị sư. Hãy viết được câu này, hãy đọc được câu này, hãy làm được câu này. Dạ thưa sư, con. Dạ thưa sư con. Rồi. Dạ. Con xin đọc là Súc Ham Bàn Tê. Súc Ham Bàn Tê, đúng rồi, giỏi quá. Là khi mở với vị sư thì theo cái chữ Thanh Tê vào ha. Súc Ham Bàn Tê. Hoặc là Súc Ham Khô Thanh Tê cũng được. Súc Ham Khô Bàn Tê, dạ. Thì giống như là xin chào cô ạ, chánh lễ bây giờ chào sư ạ. Bây giờ vậy, cái chữ khô đó nó vậy. Giờ câu thứ 9. Dạ, A Di Đà Phật cho tiên mẹ đọc đi sư. Từ các số từ 1 đến 10. Dạ. Đọc các đi, mỗi người trả lời câu thôi, người trả lời hoài. Cái này để cho người khác. Thưa sư, con trả lời câu này ạ. Rồi. Viết theo thứ tự các số từ 1 đến 10. Ê cá, đí, tí, chá tú, banh chá. Chá, sát tá, ác thá, ná hóa, đá xá. Thưa sư xin hết. Rồi. Rồi, như vậy là mình đã kết thúc phần bài học số 1. Số 1 bây giờ trả lời ôn bài trong giáo trình một tí nha. Cái này làm học bài sọ bây giờ và theo giáo trình một tí. Thank you.
Đây là trong giáo trình của mình. Các mẫu từ nguyên âm có 8 nguyên âm, đó là a a i i u u e o. Rồi trường nguyên âm là có 5 nguyên âm thuộc về trường âm là a i u e o. Ba đoạn âm có nguyên âm, ba đoạn âm thì có a i u u âm. Phụ âm thì có phụ âm nhóm, có 25 phụ âm nhóm. Nhóm cá thuộc âm cổ họng, có cá, khá, ngá, ga, hát, ngá. Nhóm chán mình âm móc họng, có 5 chữ: đại chán, khán, khả, khát, nhá. Nhóm bắn âm đầu lưỡi, có 5 chữ: bắn, 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 bắn. Nhóm tá âm răng có 5 chữ: tá, á, bá, á, má. Nhóm tá âm môi có 5 chữ là tá, á, bà, á, má. Rồi để phụ âm nhóm ngoài biệt, phụ âm nhóm ngoài biệt thì có 8 chữ, đó là giá, rá, lá, quá, tá, á, lá, ăn. Và đây là bản ngôn từ. Thì các bạn làm sao để đọc cái bản ngữ tự này được? Rồi bây giờ ai đọc được nguyên cái bản ngữ tự này, giơ tay lên đọc nguyên cái bản ngữ tự này lại ôn bài lại một tí ha. Bữa nay mình học cho hết bài 1 thôi ha. Rồi tuần sau mình mới học bài 2. À, bây giờ ai đọc được à, nguyên 41. Dạ, cho con tiên mã đọc đi. Dạ, mà học tử tiên mã. Dạ, ai gì được không? Bạch sư cô xin đọc 41 mọi từ phải liền. A, A, I, I, U, U, E, O. Cá, chá. Còn đọc nguyên. Cá, khá, gá, 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 gá. Chá, 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 nhá, tó, thó, đó, rồi hóa, nó, tế, thế, đế, thá, né, bế, phế, bế, phế, má, dế, rế, lé, vế, xế, hế, lo ăn. Dạ tôi xin cô xin hết. Có đọc mình hơi sai. Dạ xin mời học tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ tôi sư con xin đọc a a i i i u u e o khá khá gá gờ há nhá chá chá chà giá ná tá tá đá đờ há ná tá đờ há đá đờ há ná phá phá há phá bờ há má giá rá lá hoa xá há lá bằng dặn xin thấy không. Dạ, xin mời học tử Tiên Quỳnh ạ. Dạ, bà sư con đọc a a i i u u e o cá cá giá giá há nhá giá 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 há nhá có há đá đá há nó tá há đá đá há ná phá phá bạ và má giá rá lá vá tá há lá ăn. Con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy.
Dạ thưa sư, con xin đọc 41 mẫu tự Pali ạ. Á a í i ú u ê ô cá khá gá gờ há ngá chá chá chà chá nhá tró tró đó đồ há nó tá thá đá thá ná bá bá bà bá má giá rá lá quá xá há ló ăn. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Bạch sư con xin đọc ạ. Á a í i u ú u ê ô cá khá gá gá ngá chá chá già chá nhá tó thó đó hó nó tá thá đá hó ngá bá phá bà phá má giá rá lá quá xá há lắng ăn. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử mang cái lá này đi ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá này đi. Dạ sư Sương xin đọc. Á a í i ú u ê ô cá khá gá gá há ngá chá chá chà chá nhá tá khá đá đá há ná tá khá đá đá há ná pá pá pà pá má giá rá lá xá xá há lóc ăn. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Á a í i ú u ê ô cá khá khá bị sinh khá cá khá gá cỡ há ngá chá chá chà chá nhá thá khá tró thó nó tá thá tá thá ná pa 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 má giá rá lá quá xá há ló ăn. Xin cảm ơn sư. Dạ xin mời Phật tử Quanh Anh Lời Ca. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. A a i i u u e o cá khá gá gá ná chá chá chà giá ná tá thá đá đá ná tá thá đá đá ná bá phá bà bá má giá rá lá vá xá há lá âm. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Á a í i ú u ê ô cá khá gá gá há ngá chá chá há chờ chá nhá tá há đá đá há ná tá há đá đá há ná pá há bờ há má
xá rá ló quá xá há ló ăn. Dạ thưa sư con hết ạ. À, xin mời học tử Nguyên Nguyễn. Giơ tay vậy rồi sao ta? À, dạ, dạ xin mời học tử. Xin mời học tử Du Mỹ Trinh. À, dạ dạ con xin đọc sư. Sư bên đó sư nghe không sư? Yeah, dạ. A a ý y ú u e ô cá khá gá gá ngá chá chá chà chá nhá tá thá đá đá nhá tá thá đá đá nhá phá phá bà phá má giá rá lá quá xá há lá ăn. Dạ sư hết. Từ đọc nhân quá. Dạ. Từ từ đọc nhân quá. Dạ. Dạ. Để giờ bấm sao ta? Không biết. Ủa giờ sao ta? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Còn cô Du Mỹ Trinh á, Cát Khánh. Dạ cô Du Mỹ Trinh mới đọc đó con. À, giờ nghe đọc lại bằng một số người cũng đọc chưa được tốt cái phần các mẫu từ này, tức là mình tự đọc tự sáng tạo, mình đọc mình không có đọc nghe theo, không nghe theo để tập đọc mà tự đọc theo cái ý của mình đọc không đúng hơn. A a i i u u e o cá há gá cá há ngá chá chá chà chá nhá tá thá đá thá má tá thá đá thá ná phá 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 má giá rá lá quá xá há lá ăn. À, lần nữa ha. A a i i u u e o cá há gá gá há ngá chá chá chà chá nhá tá thá đá thá ná tá thá đá thá ná phá thá phà thá má giá rá lá quá lỗi giá rá lá quá tá há lá ăn. Rồi lần nữa ha. A a i i u u e o cá khá gá gá há ngá chá chá chà chá nhá tá thá đá thá má tá thá đá thá má phá phá phà phá má giá rá lá quá lá ăn. Đọc như vậy để các tử nào mình đọc chưa được á, về nhà mình lên Facebook nghe để mình đọc lại, tập đọc lại. Giờ học thêm lại, đọc thêm lại mấy câu chào hỏi ở trong sách ha. Ra mình có chữ he xin chào, xuất hăng xin chào, xuất phân thô cũng xin chào, xuất pháp ba tô chào buổi sáng, xuất pháp ba tăng cũng là chào buổi sáng, xuất pháp phố phân hô chào buổi trưa, xuất pháp sai danh hô chào buổi chiều, xuất pháp sai danh cũng là chào buổi chiều, xuất pháp rất tí chào buổi tối, xuất thí chào tạm biệt. À, có nhiều câu chào hỏi hơn trong phần soạn lúc nãy, giờ mình tập đọc lại phần này ha. Rồi vì ai đọc được giơ tay lên. Được giơ tay lên để đọc lại mấy câu chào hỏi này. Yeah, ai gì đọc phần xin mời phần tử Khánh Liên. Ai tên? Ủa ơi con chỉ mẹ con à. Không anh để giơ tay rồi.
Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã đọc trước ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa sư con xin đọc. Hí, xin chào. Chú Phân, xin chào. Chú Phân, Ba Hô, xin chào. Chú Pháp, Ba Tô, chào buổi sáng. Chú Pháp, Ba Tăng, chào buổi sáng. Chú Pháp, Bú, Băng Hô, chào buổi trưa. Chú Pháp, Xe Dân Hô, chào buổi chiều. Chú Khóa Xe Dân chào buổi chiều. Chú Khóa Rắc Tí chào buổi tối. Chót Tí chào tạm biệt. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Thánh Liên đọc. Dạ mô Phật thưa sư con xin đọc. Hê xin chào. Xúc Hăng xin chào. Xúc Hăng Hô xin chào. Xúc Há Bá Tô chào buổi sáng. Xúc Há Bá Tâm chào buổi sáng. Xúc Há Phú Băng Hô chào buổi trưa. Xúc Há Sa Giác Nhô chào buổi chiều. Xúc Há Sa Văn chào buổi chiều. Xúc Há Rác Tí chào buổi tối. Xô Thí chào tạm biệt. Dạ mô Phật con xin hết. Cách màu biên yếu kết nối của bà bị sạc. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Hê xin chào. Xúc Băng xin chào. Xúc Băng Hô. Xúc Băng Pô xin chào. Xúc Pháp Ban Tô chào buổi sáng. Xúc Pháp Ban Tăng chào buổi sáng. Xúc Pháp Phúc Ban Hô chào buổi trưa. Chào buổi trưa. Xúc Pháp Sa Văn Hô chào buổi chiều. Xúc Pháp Sa Văn chào buổi chiều. Xúc Pháp Ha Ra Xúc Pháp Ra Tí chào buổi tối. Xúc Thí chào tạm biệt. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Hê, xin chào. Xúc Phân, xin chào. Phân Phô, xin chào. Xúc Pháp Ba Tô, chào buổi sáng. Xuất Pháp Ba Tăng chào buổi sáng. Xuất Pháp Búc Ban Hô chào buổi trưa. Xuất Pháp Sa Văn Hô chào buổi chiều. Xuất Pháp Sa Văn chào buổi chiều. Xuất Pháp Rắc Tí chào buổi tối. Xuất Thí chào tạm biệt. Dạ thưa sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá lên đi. Dạ thưa sư cô xin đọc. Hê xin chào. Xuất Pháp xin chào. Xuất Pháp Ban Hô xin chào. Subhabrato chào buổi sáng. Subhabatan chào buổi sáng. Subhabubbanho chào buổi trưa. Subhasayanho chào buổi chiều. Subhasayan chào buổi chiều. Subharati chào buổi tối. Số thí chào tạm biệt. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Dạ thưa sư xin đọc. Hê xin chào. Xúc Ham xin chào. Xúc Ham Hô xin chào. Xúc Hát Ba Tô xin chào buổi sáng. Xúc Hát Ba Tam chào buổi sáng. Xúc Hát Bất Ban Hô chào buổi trưa. Xúc Hát Sa Giang Hô chào buổi chiều. Xúc Hát Sa Giang chào buổi chiều. Xúc Hát Rát Tí chào buổi tối. Xúc Thí chào tạm biệt. Xin mời Phật tử Tuyên Quỳnh ạ. Dạ bà sư con đọc. Hi, hi xin chào. Chú Phan xin chào. Chú Phan Phô xin chào. Chú Pháp Ba Tô chào buổi sáng. Chú Pháp Ba Tăng chào buổi sáng. Chú Pháp Phúc Tăng Hô chào buổi trưa. Chú Pháp Sa Văn Hô chào buổi chiều. Chú Pháp Sa Văn chào buổi chiều. Chú Phá Rá Tí chào buổi tối. Góp Thí chào tạm biệt. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Nguyên Nguyễn. Chúc Phong. Chúc Phong Phô. Chúc Phá Ba Tô chào buổi sáng. Chúc Phá Ba Tăng chào buổi sáng. Chúc Phá Búc Ban Hô chào buổi trưa. Chúc Phá Sa Văn Hô chào buổi chiều. Xúc Pháp Sa Văn chào buổi chiều. Xúc Pháp Rá Tí chào buổi tối. Xúc Tí chào tạm biệt.
Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Hey, Supang, xin chào. Supang Po, xin chào. Supapato, chào buổi sáng. Supapatang, chào buổi sáng. Supapu Panho, chào buổi trưa. Supasayangho, chào buổi chiều. Supasayang, chào buổi chiều. Suparati, chào buổi tối. Sothi, chào tạm biệt. Xin cảm ơn sư. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Hey, xin chào. Hey, xin chào. Im miệng hả? Các bạn ơi. Chú Phan xin chào. Chú Phan Thô xin chào. Chú Phá Bà Tô chào buổi sáng. Chú Phá Bà Tăng là chào buổi sáng. Chú Phá Bút Băng Hô là chào buổi trưa. Chú Phá Xây Văn Hô là chào buổi chiều. Chú Phá Xây Văn là chào buổi chiều. Chú Phá Rác Tí là chào buổi tối. Sốt Thí và tạm biệt. À, thưa sư, con xin hứa là con sám hối. Con cháu con nó quậy quá sư, con sám hối sư à. Dạ, xin mời Phật tử Quanh Anh là ca. Con thương quá. Dạ, con xin đọc ạ. Hey, xin chào. Chú Phan xin chào. Chú Phan Bồ xin chào. Xin lỗi. Chú Phan Pa Tô chào buổi sáng. Tự nhiên nội đang đọc, con đọc. Chú Phan Pa Tăng chào buổi sáng. Xin lỗi sư á. Súc Bá Túc Ban Hồ chào buổi trưa. Súc Bá Sa Dăn Bồ chào buổi chiều. Súc Bá Sa Dăm chào buổi chiều. Súc Bá Rát Ti chào buổi tối. Sô Thi chào tạm biệt. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Hê xin chào. Súc Phăng xin chào. Súc Phăng Hô. Súc Phăng Hô xin chào. Súc Phá Pa Tô chào buổi sáng. Súc Phá Pa Tăng chào buổi sáng. Súc Phá Búp Băng Hô chào buổi trưa. Súc Phá Sa Giang Hô chào buổi chiều. Súc Phá Sa Giang chào buổi chiều. Súc Phá Rát Tí chào buổi tối. Sốt Thí chào tạm biệt. Dạ thưa sư, con hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À, xin mời Phật tử Du Mỹ Trinh ạ. Dạ, chị Trinh đọc sư. Hai, xin chào. Xuất Phân xin chào. Xuất Phân Hô xin chào. Xuất Phát Ba Tô chào buổi sáng. Xuất Phát Ba Tăng chào buổi sáng. Xuất Phát Quốc Ban Hô chào buổi trưa. Xuất Phát Sa Văn Hô chào buổi chiều. Xuất Phát Sa Văn chào buổi tối. Xuất Phát Gát Tí chào buổi tối. Xót Thí chào tạm biệt. Giáng sinh hết. Dạ, có Phật tử muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Có Phật tử mình đọc rồi nha, tập bỏ tay xuống ha. Để giơ tay lên ngoài mỗi tay nhé. Học xong rồi tập để tay tay xuống. Để người ta biết mình đọc rồi. Bây giờ còn lại thời gian 10 phút thì nhờ các thánh hướng dẫn cho lớp phần giơ tay lên rồi bỏ tay xuống, rồi phần cài đặt phong chữ Bali để sau này mình đánh lên chữ mình sửa bài tập. Các tử mình để ý mình thay đổi. Thánh hướng dẫn cho Phật tử mình đó thì hiện trên lớp mình đó. Có bị sẵn không? Dạ cái phong chữ Bali chắc ở trên trang web của sư Tà mày có cái phần hướng dẫn để con mở phần đó nha.
Giờ để con xin chia sẻ màn hình. Xe trên đây thì nó lại không thấy màn hình được, để con lấy cái khác. Dạ, đầu tiên thì chắc con xem cái phần gõ tiếng Bali trước. Thì gõ Bali, một số Phật tử xài điện thoại iPhone thì có thể vô phần setting, chọn General, chọn Keyboard và Add New Keyboard. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái bàn phím gọi là bàn phím tiếng English. Thì bàn phím này nó sẽ có một số ký hiệu sẵn cho Bali. Cái này thì con lại không có chuẩn bị sẵn. Thì cái này chắc để con đăng nhập bằng điện thoại thì con sẽ trình bày phần này sẽ dễ hơn. Cho con xếp một phút. Các Khánh ơi, nếu như mà dùng cái laptop của Apple á, thì Khánh chỉ luôn giùm chị nha. Dạ. Dạ rồi, khi Phật tử thấy trên cái điện thoại. Khi gõ trên điện thoại á, thì mình đầu tiên mình phải chọn cái bàn phím. Thì bằng cách mình vô để mình chia sẻ lại. Dạ rồi. Thì đầu tiên mình vô phần setting.
chọn General. Thì ở đây nó sẽ có một cái bàn phím gọi là keyboard. Thì thường Phật tử sẽ không có keyboard sẵn, mình vô chọn keyboard mình chọn thêm một cái nữa. Thì trong đây mình thấy là có một phần tím là Hindi, nhưng mà nếu Phật tử không có thì chọn là Add New Keyboard. Thì mình kéo xuống nó có sẵn bàn phím là Hindi. Dạ, yeah, Hindi, tại vì bàn phím Hindi con đã chọn rồi nên ở đây nó không cho chọn nữa. Thì quý Phật tử lưu ý thì có lấy bàn phím Hindi tiếng Latin thì phải đúng bàn phím. Ở trên kìa. Dạ, đúng rồi. Nó có hai cái là Hindi với Hindi tiếng Latin. Thì chọn Hindi tiếng Latin. Rồi, chọn xong. Thì sau này bàn phím Hindi á, thì khi mình cần gõ thì mình sẽ mở một cái app lên. Chẳng hạn mình cần gõ thì đầu tiên mình chọn cái đổi bàn phím Hindi. Thì lúc đó thì nó có thêm một số ký tự sẵn, chẳng hạn như là A, A thì mình sẽ có sẵn. Và chẳng hạn như là mình có chữ N, mình nhấp mình giữ thì nó sẽ có sẵn một số ký hiệu lên. Hoặc là chữ L cũng vậy à. Thì hoặc là chữ D giờ đây. Dạ. Thì trong bàn phím này nó thiếu một số ký tự là chữ M chấm, chữ ăn và chữ L chấm. Thì mình phải dùng một cách là mình dùng cái ký tự thay thế. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ký tự thay thế. Thì mình cũng vô phần General, chọn lại Keyboard. Thì ở đây nó có một cái chức năng gọi là Text Replacement. Thì ở đây mình tạo ra một cái Text Replacement mới. Thì chẳng hạn như ở đây có tạo sẵn là một cái chữ M. Thì cái bước mà tạo được chữ này á, thì mình phải lên mạng mình search trước một cái đoạn text nào đó mà có viết chữ Bali. Thì chẳng hạn như mình muốn tạo một cái chữ M thì mình lên đoạn test đó mình copy. Thì mình sẽ tạo ra một cái chữ thay thế, chẳng hạn như mình nói là MZS sẽ ra chữ M chấm và mình lưu lại. Và mình tạo ra chữ L. Đây. L đây. Thì cái này em cũng phải lên mạng em tìm một đoạn kinh và em tìm được những cái chữ ký hiệu này. Thì có thể mình tạo một cái mới là chữ Y và mình chọn là LZS. Thì đó là mình xong cái những cái ký hiệu mình cần chọn. Thì sau này khi mà mình chọn ấy, mình cần một cái ký hiệu mình chữ M thì mình có thể tạo là MZZ. Thì khi gõ thì mình phải lưu ý là phải có khoảng cách rời thì nó mới nhận được ký tự này. Chẳng hạn như nếu mà mình để dính liền á, thì nó sẽ không có nhận được ký tự. Giống như là mình viết MSS thì nó sẽ không đổi qua được cái ký tự là M chấm. Mà mình phải đổi là MZS hoặc là MSS. Rồi, sau đó mình phải dùng một cách là xóa khoảng cách trắng lại. Thì cái này hơi tốn công nhưng mà em vẫn chưa tìm được cách nào khác để gõ được tiếng Bali trên điện thoại iPhone mà nó tiện lợi hơn. Còn trên điện thoại Android thì nó gọn hơn là mình có thể lên mình download một cái app gọi là Bali Keyboard for Android. Thì khi mình tạo cái app đó rồi thì nó sẽ có được cái bàn phím tiếng Bali sẵn bên mình luôn. Giờ em dừng đây, em ra mở cái mạng lấy cái phần gõ tiếng Bali trên bàn phím Android à. Dạ. Dạ, trước khi em chuyển qua cái đó thì em xin hỏi lại cái phần mà cài bàn phím Hindi với tạo hai cái ký tự thay thế này có rõ không ạ? À? Giống như mình gõ chữ L bút thang. Sorry.
Phần này thì rõ rồi đó Khánh. Dạ. Dạ. Đó mình phải gõ như vậy. Vậy em dừng cái này. Dạ, còn cái phần Bali keyboard trên Android thì dễ hơn. Thì tùy cái điện thoại mình cứ lên cái phần mềm Google Play, search một cái từ khóa là Bali keyboard thì nó sẽ có những cái phần mềm phù hợp với điện thoại mình. Thì mình sẽ tải phần mềm này về. Thì hiện tại em không có cái điện thoại Android để có thể demo, nhưng mà khi mà mọi người tải cái này về thì cách sử dụng cũng tương tự như cái demo của mình. Thì nó có hai hình thức. Một là cái bàn phím keyboard đó, nó sẽ mình sẽ nhấp vô thì nó sẽ hiện những cái từ của em thôi. Còn trường hợp thứ hai, bàn phím đó nó sẽ thể sẵn cái dạ yeah, thì cái này con lại không có điện thoại để có thể demo được cái bàn phím Android này. Thank you.
Giờ xin sư tự cho con khoảng 1 phút con cài cái Zoom mà con demo trên điện thoại Android luôn. Dạ, con chia sẻ một cái màn hình trên điện thoại Android. Thì muốn cài đặt bằng phím Mali thì mình vô cái phần cài đặt trên điện thoại, mình search từ là Mali Keyboard. Đây. Sorry, về bàn phím này không phù hợp. Tôi đi kiếm.
Dạ xin lỗi, Phật tử, cái ba ly keyboard lúc trước con cài trên Android không biết sao giờ là tìm không được. Thì để đỡ phí thời gian Phật tử chờ đợi, con xin để con chuẩn bị một cái file để hướng dẫn cài đặt này và xin gửi Phật tử sao không? Cái Khánh chỉ luôn lần sau cái laptop nha. Dạ dạ, để con chuẩn bị sẵn cái hướng dẫn trên laptop luôn mà. Rồi, cảm ơn cái Khánh. Dạ. Để con thử nghiệm cho đạt rồi mới con hướng dẫn. Vậy con xin dừng ở đây. À, cảm ơn các Khánh nhiều. Là xong chưa Khánh ơi? Dạ xong rồi chị Phước Duyên rồi. Thầy cái mềm nó em tìm không ra để em sẽ chuẩn bị sau. Dạ. Bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy ạ. Chúng con kính chúc sư được sức khỏe và an vui và được nhiều thành tựu như ý nguyện ạ. Kính chúc chư quý Phật tử được nhiều sự an vui ạ. Và bây giờ xin chúng ta hãy tắt âm thanh và cùng hướng tâm về thời kinh hồi hướng phước đến chư thiên do cô tu nữ Diệu Bảo tụng đọc ạ. Xin kính mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin tay Nam Mô Bụtthaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thay mặt lớp học để đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahetika bốn nhân nô anumodan tu chi răng ra khan tu sa sa năng akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahetika bốn nhân nô anumodan tu chi răng ra khan tu no garo akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahetika bốn nhân nô anumodan tu chi răng ra khan tu nhà ta vô Akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahetika bốn nhân nô anumodan tu chi răng ra khan tu panino Akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahetika bốn nhân nô anumodan tu chi răng ra khan tu no sada y đăng qua tòa nô bốn nhân a sa wa ka ya wa hăng hôn tòa na ga tê ka lê sa thú sa thú sa thú sa thú. Buổi học đến đây là kết thúc ạ, xin mời lớp nghỉ. Dạ, con kính tri ân sư ạ, con kính tri ân tất cả các ban tổ chức lớp. Dạ, con kính tri ân sư ạ, con kính tri ân sư ạ. Đã học xong rồi đúng không? Đúng rồi, xong rồi. Sao chị có cho vui ạ? Các hậu. Con kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư chào tất cả mọi người. Đây là chưa được rồi. Kính tri ân sư. Chúc chưa ngủ ngon.